Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây trong một sự kiện được tổ chức tại London thì Honor đã giới thiệu bộ đôi smartphone cao cấp của hãng, đó là Honor 20 và Honor 20 Pro. Bộ đôi này sở hữu một màn lưng bóng bẩy được thiết kế bởi hãng thời trang Moschino. Màn hình được đục lỗ và cảm biến vân tay nằm ở cạnh phải với tốc độ nhận diện chỉ trong vòng 0,3 giây. Và điểm sáng đầu tiên của Honor 20 Pro đó chính là hệ thống camera với điểm sáng chính là Sony IMX 586 48 MP, khẩu độ là f1.4 với kích thước là 1.6 micromet và sử dụng công nghệ gộp điệp ảnh 4:1 để tăng cường độ sáng trong điều kiện chụp đêm. Và Honor 20 Pro cũng được trang bị ống kính góc siêu rộng 16 MP 117 độ với khẩu độ là f2.2 và ống kính tele 8 MP có khả năng zoom quang 3x, zoom kỹ thuật số lên tới 10x và khẩu độ là f2.4. Cuối cùng chúng ta sẽ có một ống kính macro 2 MP khẩu độ là f2.4 nữa. Và Honor cũng trang bị cho máy ảnh lấy nét bằng laser, ổn định hình ảnh quang học 40 kép và đèn flash LED. Honor 20 thì cũng có cấu hình camera tương tự ở mặt sau như ống kính tele 8 MP bị thay bằng cảm biến độ sâu là 2 MP. Ở mặt trước thì cả hai sẽ đều có camera selfie là 32 MP. Thêm nữa là cả hai cũng cùng sẽ có màn hình là 6,26 inch, độ phân giải là Full HD cộng và vi xử lý Kirin 980, tối đa là 8GB và 256GB, hỗ trợ GPU Duo 3.0 với khả năng tối ưu hóa từng khung hình. Riêng với Honor 20 Pro được trang bị công nghệ làm mát bằng graphene, nhiệt độ được kiểm soát khoảng 27%. Và Honor 20 Pro sẽ có pin là 4000mAh, còn Honor 20 sẽ là 3750mAh. Honor 20 Pro có thể sạc đầy 50% pin trong 30 phút nhờ sạc nhanh 22.5W. Honor 20 thì cũng có sạc nhanh 22.5W. Và riêng với Honor 20 được cho sẽ có phiên bản 6GB và 128GB sẽ có giá khoảng 13 triệu đồng. Còn với Honor 20 Pro với phiên bản 8GB và 256GB sẽ có mức giá rơi vào khoảng 15,6 triệu đồng. Các bạn mến, Huawei và Oppo đang là hai cái tên tiên phong cho việc sử dụng ống kính tiềm vọng cho khả năng zoom 5x, 10x mà không hề bị giảm chi tiết. Kết hợp với thuật toán xử lý, những chiếc máy ảnh này có thể zoom tới tận 50x và 60x nữa. Và tính năng này có vẻ rất được người dùng đón nhận. Chính vì vậy mà Samsung cũng đã bắt đầu triển khai công nghệ này. Thông tin này bắt nguồn từ giới truyền thông của Hàn Quốc cho biết là chi nhánh Samsung Electromechanics đã phát triển một module camera có cấu trúc kính tiềm vọng với khả năng zoom quang lên tới 5x. Cụm module này đã sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt với điểm mạnh rất lớn về kích thước. Nhờ vậy mà độ lồi sẽ thấp hơn P30 Pro. Hiện tại đã là cuối tháng 5 rồi, có lẽ thiết kế của Galaxy Note 10 đã hoàn thiện và chuẩn bị lên dây chuyền sản xuất. Thế nên là khả năng ống kính tiềm vọng được trang bị lên Note 10 là rất thấp. Thay vào đó thì tin đồn cho biết là Note 10 sẽ có tổng cộng 6 ống kính và Samsung có thể có hai phương pháp sắp xếp camera để hoạt động hiệu quả. Một cụm camera selfie đơn và thiết kế camera 5 ống kính ở mặt lưng, ngang bằng với chiếc Nokia 9 PureView, hai là cụm camera selfie kép và thiết kế camera 4 ống kính ở mặt lưng, tương tự như những chiếc Galaxy S10 5G. Và khác biệt chính sẽ là ống kính zoom quang học 2X sẽ được thay thế bằng ống kính tiềm vọng 5X. Một báo cáo tới từ Bloomberg đã cho thấy được những cái thư viện ứng dụng riêng của Huawei và nó đã có mặt trên hầu hết tất cả những thiết bị của hãng và cả thương hiệu Honor nữa. Một nỗ lực mặc dù là thực sự rất là nghiêm túc và có phần bí mật, tuy nhiên lại không được trọng dụng vì sẽ ảnh hưởng từ Play Store với người dùng. Huawei thì cũng đã từng giới thiệu về các nhà sản xuất với ứng dụng này vào năm 2018 với lời đề nghị giúp họ tiến sâu cũng như là tiếp cận với người dùng tại Trung Quốc, một thị trường lớn với hơn 1 tỷ người dùng. Tất nhiên là các ứng dụng của họ sẽ được đưa lên App Gallery. Theo đánh giá của Bloomberg thì cơ sở để Huawei tin vào việc họ sẽ tạo ra một cửa hàng ứng dụng hoàn hảo có thể thay thế được Google Play là họ chỉ có mất quyền truy cập vào Google với tư cách là đối tác kinh doanh. Nên nhớ là không phải mọi nhà sản xuất cung cấp ứng dụng đều xuất phát từ Mỹ. Có chăng vấn đề sẽ là những thứ mà người dùng hay dùng lại bắt nguồn từ quốc gia này. Huawei thì là một công ty có nguồn lực và quy mô lớn với tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone đứng đầu thế giới trước sự can thiệp của chính phủ Mỹ. Công ty cũng đã cung cấp cho đối tác công cụ đơn giản để tinh chỉnh phần mềm mà họ đã viết cho Google Search Play để làm việc trên App Gallery. Tuy vậy thì mức độ nghiêm trọng của lệnh cấm từ Tổng thống Donald Trump sẽ khiến cho kế hoạch này không đi tới kết quả cuối cùng. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.